Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Rồi, vừa nói xong thì đã được luôn anh em nhé. Đây rồi, mở luôn nha. Oh yeah, quá là ngon lành cành đào anh em ơi. Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay là ngày thứ 45 rồi và chúng ta lại tiếp tục hành trình đi tìm em tin hữu mới ở trong phần tìm áo trợ yêu anh em ơi. Let's go. Vẫn cứ là nhận mấy cái miễn phí thì cái đai anh em ạ. Mỗi tội là bây giờ tiên ngọc của mình thì cũng đã hết rồi. Tí nữa nếu như mà không còn chỗ nào có thể kiếm được tiên ngọc nữa thì bắt buộc là mình sẽ phải đầu tư vào đây là 379k. Hay là bao nhiêu nhỉ? Đâu ta? Quỹ tu vi tiên duyên. Đây rồi, 379k. Oh man, hơi short shy anh em ạ. Nhưng mà thôi, all in this để có thể lấy thêm tiên ngọc và chơi sự kiện anh em nhá. Ui dồi ôi, đây rồi anh em ơi, 980 tiên ngọc, nhưng đây mới là con số cực kỳ khủng khiếp này, 20.000 tiên ngọc nữa anh em ạ. Ngon. Và đâu đó là còn một mớ dưới này nữa, 6k tiên ngọc nữa đang chờ đón mình nếu như mình lên được level 420 anh em nha. Cũng sắp rồi, không có gì phải vâng khuâng cả anh em ơi. 21k8 tiên ngọc rồi, thế thì bây giờ là tiếp tục tầm bảo trợ yêu thôi. À nhầm, tìm báu trợ yêu chứ nhỉ. Nhiệm vụ chặt cây 500 lần. Ok, vẫn cứ là làm nhiệm vụ thôi anh em ơi. Tự động nha. Ui, sẽ làm luôn tí khiêu chiến yêu vương đi. À, quên, ở trong phần tiên cung này của mình không biết là hôm nay là cái gì đây. Ồ, 600% tu vi à? Liên kích bạo kích à? Từ từ đã, đổi sang dương thần tí. Ok luôn. Ui à, giảm nhiều lực chiến thế. Ok, tí nữa nếu như mà trong phần né tròn đấy của mình mà nó ra toàn trang bị cùi bắp thì mình sẽ đổi sang liên bạo nha. Mỗi môn phái mình để đấy để auto một tí, biết đâu tỷ lệ là ra đồ nó lại khác bọt hơn. Tách luôn nha, mình cứ để dương thần và auto xem như thế nào anh em nha. Ui, biết đâu ra một hồn né ngon lành cái nào thì sao. À đúng rồi, ngày hôm qua mình không để ý nốt anh em ạ. Ra choáng này. Mình vẹo phát được 1k tiên ngọc này đến một bạn comment ở dưới phần video mình mới biết. Hôm qua hên thật, hôm nay thử xem được cái gì ngon lành hơn không nha. Choáng à? Mình thấy là cứ auto lúc tầm 12 giờ đêm ý, bắt đầu sang ngày mới cái tỷ lệ nó ngon lành cái nào nha. Rồi, tiếp tục xem nào. Hai tị mình thủy, không ăn thua. Tìm báo trợ yêu, nhiệm vụ còn cái gì nữa nào? Tiến hành 5 lần khiêu chiến yêu vương đúng không? Càn quét luôn. Ui da, 1, 2 này. Ui da, choáng này. Hốn nhà, ra nhiều choáng gớm. Cũng được. Nhưng mỗi tội là choáng để mà mạnh được thì bắt buộc là mình phải sở hữu được em chủ tước. Chứ còn không thì nó cũng bình thường thôi. 10 ngựa linh thạch. Thiên duyên. Ok, phước lành xem nào, điểm danh phát. 10 linh thảo nữa này, gói. Xin luôn. Tiếp tục. Ok. Ây à, 24 ngày nữa đang chờ đón mình anh em ơi, luân hồi điện. Miễn phí. Tiếp tục nào, úi giời ơi, vẫn chưa có gì ngon lành lắm anh em ơi. Nào, mang thì sao đây? Ui rồi, hôm nay trả giá kiểu gì ấy nhở? Hơi cùi nha anh em. Ok, một số những cái nhiệm vụ quên xứ mất rồi. Né này. 18,1% luôn, ngon nha. Được nha, nhặt luôn. Đấu pháp 5 lần đúng không? Tăng cấp linh thú 3 lần. Tăng cấp linh thú 3 lần à? À đúng rồi, mình sẽ thử xem hôm nay free 3 lượt có ra đây em nào ngon lành không. Không anh em ạ. Thế thì linh thú đây, 1, 2 và 3. Đơn giản. Bạo kích à? Tăng nhiều lực chiến đấy. Check thử xem nào. Oh man, 215k điểm lực chiến này. Thay luôn. Tự động phát xem nào. Ôi, thế là hôm nay trong cái phần quay may mắn này nó không được cái gì rồi anh em ạ. Hiêu chỉ đối phát 5 lần, dị thú sức là 3 lần đúng không? Cái gì đây? Bạo kích này. Liên kích bạo kích. Ui, thầy luôn. Đi thôi, dị thú xâm lược nha. Bỏ qua chiến đấu. Choáng à?
Lại phải chuyển qua choáng tí. Ui, giảm nhiều được chiến quá. Nhận luôn. Ờ, tiếp tục là dị thú xâm lược thôi anh em ơi. 14 ức quá. Sao này giảm nhiều ấy nhỉ? À, hình như con này nó trâu bò hơn anh em ạ. Tùy con nha. Nhiệm vụ túc tiệp. Rồi. Wow, khoan. Sao lại đứng yên thế này? Chết dở đấy. Nhiệm vụ thế nào? Thu thập vật phẩm của người khác đúng không? Khiêu chiến đấu pháp 5 lần. Quá, wow, nó lại đứng yên rồi. Bực thực sự anh em ơi. Đấu pháp 5 lần à? Đang thiếu vé quá nhỉ? Chân này. À đúng rồi. Chắc là một hôm nào đó mình sẽ phải làm cái video để hướng dẫn anh em cách làm thế nào để build khiến kẻ địch đánh mình chỉ trừ một máu. Ừ, nếu như anh em phóng video đấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em nha. Bỏ qua chiến đấu luôn. Cố trường ca 2,82 ức đúng không? Mục luôn. Ê. Ui giời ơi. Ngon. Vô cực tử. Ô, hết vé rồi. Mới đánh được 2 lượt thì hết vé rồi anh em ơi. 6 vé rồi đúng không? Gói hạn giờ đi. Mua 2 gói này đi. Không cần nhắc, mình đã có nhiều tiền ngọc. X10 nào. Ui, trời ơi, vẫn cứ là chưa thấy tiền hữu đâu anh em ạ. Né này, 15,7. Ui, giảm tận 1,6%. Nhưng mà bù lại thì cái chỉ số này nó cao. Xin luôn. À, đây rồi. Được một cái dương pháp bảo đấu la tùy chọn anh em ơi. Nhận luôn này. Perfect bạo kích à. Ui giời, từ từ chờ mình đi nha. Dương thần phát đã. Ê, giảm nhiều quá. Đây. Ui, 16 tinh minh thủy liền cả. Tí càng khôn rồi nào. Pháp bảo tùy chọn này. Ô, cái này là tăng cái gì đây? Công 3%. Ngon nha. HP 3%. HP 3%. Công 3% này. Ơ, HP 3%. HP 3%. Toàn công với cả HP thôi. Kháng đỡ. Cái này là tăng gì? Cái này là kháng phá giáp. Kháng đỡ và kháng phá giáp. Chọn bố cái này đi. Rồi. Pháp bảo xem nào. Liên kích. Tăng nhiều lực chiến thế. Đây. Có cái này đây. Wow. Kích hoạt luôn. Wow. Tăng nhiều lực chiến đấy anh em ơi. Miễn phí một lần này. Rồi. Phát nữa đi. Ôi thiếu một cái nữa thì mình mới có thể là X10 được cơ. Thôn. Ơ, được tăng sao cái gì đấy? Cái này được tăng sao luôn à? À cái này cùi má. Càng liên kích kích hoạt luôn. Hết rồi. Tăng cấp được đúng không? Phục ma châu. Cái này thì từ từ hãng build anh em ơi. HP à? Thủ à? À đấy, tăng cái này đi. Tăng công 3% này. Ui, được mỗi lần. Liên kích đúng không? Lũ. Ui mày thế. Ngon luôn. Ui chính ra liên kích của mình là lên 3,6 ức rồi đấy. Rồi tiếp tục là tìm báu chợ yêu nè. Không được cái gì. Ui đen nhở. Sự kiện lần này mãi không được em tiền hữu này. Bực thực sự luôn anh em ơi. Thêm 2 lần nữa này. Ê à. Rồi. Vừa nói xong thì đã được luôn anh em nhé. Tuyệt cả là vời luôn. Đấy là mình mới có X1 thôi anh em ơi. Ô, quên. Chọn quà. Lần này thì chắc chắn là mình sẽ vẽ vào cái thần thông rồi. Thần thông. Rồi biết đội được luôn. Làm gì có chuyện đấy. Ok. Phù thiên diễn rồi, đang tích lũy phù thiên diễn anh em nha. Túi càn khôn rồi nào. Tín vật trúc thanh.
49 thôi. Thôi 50 luôn đi. Để mình xem em tiên hữu này có gì hot nha. Đây rồi, mở luôn nha. Yeah. Oh yeah. Quá là ngon lành cành đào anh em ơi. Chụp quả ảnh lại, làm ảnh đại diện thumbnail phát cho nó chất chơi nghỉ rơi. Ê, hôm nay là bú đẫm rồi. HP còn 5%. Em tăng quả thiện cảm lên nào. Ê, lên luôn. Thiên phú chiến đấu cường hóa sát thương đạo pháp cộng 2%. Cái này mà kết hợp với cả bạo kích thì ngon này anh em này. Rồi, múc luôn chứ còn gì nữa. Nhưng mà em này nhìn trông cũng ra gì và này nọ phết anh em ạ. Giao diện khá là đẹp nha. Rồi luôn. À đúng rồi, để mình tí ngó lại thử xem là mình đã tích lũy được bao nhiêu ngựa linh thạch rồi anh em ạ. Bao nhiêu ta? 4.897 cũng được.